Bùi Hồ với lại anh Mến đang tên cái chiếc xe Honda. Sáng nay thì vào lúc 5 giờ rưỡi sáng thì ông trời ông lại bắt đầu mưa sớm. Và hổng gài không khí thì ở miền Tây với lại Sài Gòn thì không có mưa, những cái cơn mưa bất chợt như thế này quá đấy. Nên dự tính của hai anh em là sau cái đoạn video clip này thì anh xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục cái hành trình của mình. Và hôm nay Bùi Hồ sẽ qua bên nhà anh Mến, người mà có gương mặt dị dạng, để đưa anh Mến đi Sài Gòn để tìm cách để chữa trị cho anh Mến như thế nào. Vì có một số mạnh thường quân rất là quan tâm đến cái hoàn cảnh cũng như là cái gương mặt của anh Mến, để biết được cái chi phí điều trị bao nhiêu. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ đưa anh Mến đi đến tận Sài Gòn, và chính xác là ở bệnh viện Chợ Rẫy, để điều trị, để xem coi cái chi phí điều trị là bao nhiêu, để biết có phương hướng giải quyết cho anh Mến có cái gương mặt lại bình thường giống như là lúc ban đầu, để cho anh Mến có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì trên cái quá trình đi đó, Bùi Hồ đã tìm đến nhà anh Mến thì rất là xa cô bác quý anh chị. Từ chỗ Bùi Hồ đến anh Mến thì khoảng 60-70 cây, nên thành nữ ra là đi cũng khoảng hơi buổi chiều này, khuya nay, vào vẫn 2 giờ khuya thì Bùi Hồ cùng với anh Mến lên xe để đi lên Sài Gòn. Mong cái chuyến hành trình này sẽ mang lại cho anh Mến những cái niềm vui trong cuộc sống, và nó đặc biệt thú vị. Mong cô bác quý anh chị hãy theo dõi cái hành trình của Bùi Hồ và anh Mến trong cái chuyến đi này nhé. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ từ nhà thì Bùi Hồ đang chạy đến nhà anh Mến. Vào thời điểm này cũng đã xế chiều, khoảng 5 giờ chiều. Thì trong cái quá trình đi, Bùi Hồ có điện cho anh Mến để chuẩn bị một số đồ dùng thiết yếu để đi lên Sài Gòn. Trong cái quá trình khám để xem cái kết quả như thế nào thì Bùi Hồ có đến đây. Anh Mến, anh đã chuẩn bị đồ xong chưa? Dạ, vậy là bây giờ thì hai anh em mình bắt đầu lên xe của em chở đi đến cái nơi đó. Đến một cái nơi mình nghỉ đêm, khuya nay hai anh em mình đi lên bệnh viện Chợ Rẫy nha anh. Dạ thì mong thì mọi chuyện trong cái chuyến đi của mình, hành trình của hai anh em mình gặp nhiều điều may mắn, đặc biệt là mang cái niềm vui đến cho anh Mến ha. Dạ. Dạ cô bác quý chị, thì Bùi Hồ với lại anh Mến đang lên cái chiếc xe Honda, xe gắn máy để mà đi qua đến bến xe khách để đi Sài Gòn. Thì trên cái đoạn đường đi hai anh em bị mắc mưa hai anh Mến ha. Thì mong mọi chuyện hai anh em mình đi sẽ gặp nhiều thuận lợi nha anh Mến ha. Bây giờ thì trong cái anh có suy nghĩ gì? Dạ. Quá nôn nao hả? Anh Mến anh nói là anh quá trời anh nôn nao luôn. Sáng giờ có ăn uống ăn ngủ gì được không? À, tối đêm hôm ổng ngủ ngơi luôn cô bác với anh chị. 6.000 ha. À, đây. Dạ. Cảm ơn. Đây là cái bến phà này gọi là bến phà Thuận Giang. Bến phà này nói với lại cái nơi của anh Mến ở, đó là cái huyện Phú Tân với lại cái huyện rất là lâu đời, đó là huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì qua cái bến phà này thì hai anh em mình còn phải qua thêm một cái bến phà nữa, đó là bến phà Dôi Lửa, nối giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang ha anh ha. Hiện nay là 5 giờ rưỡi chiều, Bùi Hồ với anh Mến ở trên cái bến phà Thuận Giang. Chắc hành trình của hai anh em mình đi xuống đến Cao Lãnh là chắc cũng khoảng đến tối đó anh Mến. Thì sáng giờ anh có ăn gì chưa? Hả? Chưa ăn gì luôn? Trời ơi, sao không ăn? Hả? Sao? Nôn nao quá ăn không được hả? Rồi hiện bây giờ cái mình suy nghĩ như thế nào nè? Mình trong lòng đó. Dạ. Rồi mình vui trong lòng đó. À, bây giờ vui trong lòng, nhiều hy vọng. Cô bác quý anh chị biết không, thì anh Mến lúc nãy có tâm sự là anh đêm hôm anh ngủ không được, đúng không? Thì sau một thời gian em quay clip vậy thì có nhiều người điện thoại anh hỏi thăm hay giúp đỡ gì không anh Mến? Có nhiều người lắm. Dạ. Tôi ở Đồng Tháp mà chuyển tiền qua kênh nữa mà không có Đồng Tháp. À, kêu anh làm một cái số tài khoản để người ta chuyển tiền qua cho anh, nhưng mà hiện nay chưa có, đúng không? Thì cái số tiền thì hiện nay thì cái việc mà tiền chi tiêu hàng ngày thì anh với lại bác có thể là xoay trở được. Còn cái quan trọng là cái việc mình chữa trị cái căn bệnh của mình thôi, đúng không anh? Dạ. Thì trời hôm nay thì sắp mưa này, cô bác quý anh chị không biết thì trên cái đoạn đường này như thế nào. Bên đây thì nó đen thui, ống gài thì nó nắng kinh khủng. Hôm nay đi hai anh em thì gặp được trời mưa thì không khí nó lại mát mẻ hơn, nhưng mà cái đoạn đường đi nó có thể là gây cho mình khó khăn, nhưng mà thôi thì cố gắng anh Mến ha. Quá trời chuyển mưa luôn cô bác quý anh chị ơi. Bây giờ hai anh em không biết sao nữa anh Mến ha. Đây xuống dưới đó thì cũng còn khoảng hơn 30 cây. Thì anh Mến ơi, bây giờ như thế này, trong cái quá trình hai anh em mình đi đó thì khi mà em quay clip lên đó thì rất nhiều mạnh thường quân hỏi thăm anh, cũng như là có một số mạnh thường quân thì gửi tiền cho anh. Thì trong đó có chị Tommy Nhàn là Việt kiều Úc gửi cho anh 200 đô Úc, thì tương đương với lại là 3.052.000 đồng. Và một cái mạnh thường quân giấu tên ở Bến Tre gửi cho em cái số tiền là 1 triệu đồng, em mới nhận được ngày hôm qua. Rất là cho anh các bạn thường quân đã giúp đỡ tụi anh trong những ngày qua, và anh cảm ơn rất nhiều các bạn rồi. Tôi không có tối rồi. Dạ, hai anh em bây giờ đi thì cũng đã tối rồi. Đến thời điểm này là 6 giờ tối rồi. Đúng 7 giờ tối anh Mến ha. Giờ này thì anh Mến mới có ghé lại đây mua một phần cơm đem về nhà ăn. Cơm này cơm đem về nhà nha chị chủ ha. Dạ dạ dạ. À. Anh ăn cơm gà, cơm heo, thịt heo. À, anh ăn cơm thịt gà. Cô bác quý anh chị biết không thì trong lòng anh Mến rất là vui. Nên này từ sáng giờ mình ăn mấy lần cơm ta? Ăn một lần cơm một ha. Là có nghĩa là mình vui quá mình không ăn, hay là hàng ngày mình ăn vậy? Vui mừng quá ăn không được. Vui mừng quá ăn không được hả? Mong là mạnh thường quân coi clip này để cùng hỗ trợ cho anh nha. Anh ăn cơm nhiều không? Ăn cơm thêm không? Cơm thêm không? Dạ. À. Để em xếp nha. À. Có nghĩa là anh lấy súp luôn không anh Mến? Khỏi súp hả? À, chỉ cơm với lại thịt thôi. Nãy lúc nãy anh chỉ chị cái gì đó? Dạ, anh ăn gà xào sớ anh. Gà xào sớ. Ở đây bao nhiêu một phần nè? Dạ, 20.000 anh. 20.000 một phần. Mà tùy loại gà là 20.000, thịt á, thịt chiên thì 25, 30. Có trứng thì 30, không trứng thì 25. À. Anh ăn có trứng luôn không? Anh ăn trứng thêm không? Nhiêu được hả? Hai anh em đi trên cái con ngựa sắt hồi sen này nè. Là đến đây 2 giờ khuya là mình đi đó nha anh. Bây giờ mình anh cần ăn nhiều không? Anh cần ăn nhiều để sáng ngày mai mình ít ăn lại. Không, ăn nữa thôi, tại nó thịt ăn mà. Dạ. Có thịt ăn mà ăn vừa nhiêu được thôi. Nhiêu được ha. Đây tiền đây, gửi tiền cho. Dạ, để em xí. À. Dạ. Đây là cái hộp cơm mà trong ngày hôm nay á, sáng giờ anh Mến thì không có ăn gì trơn cô bác quý anh chị. Và giờ đây thì gặp ngay chỗ này kiếm hồi sớm giờ hai anh em kiếm vòng thì sớm giờ cũng không có cái tiệm cơm. Ăn chỉ có 20.000 thôi. Cho mình dân. Dạ. Đây con gửi tiền đây. Con gửi tiền. Dạ. À, vậy thì coi trong cái lịch trình mình đi đó anh Mến, là mình sẽ đi bệnh viện Chợ Rẫy, là mục đích của mình là mình khám coi về cái cách điều trị của anh. Và cái quãng đường thứ hai đó là hai anh em mình sẽ đi qua bên quận Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng khoảng 1 giờ 30 vào buổi tối thì Bùi Hồ với lại anh Mến đang có mặt tại bến xe Cao Lãnh ở nhà xe Phương Trang. Thì hôm nay hai anh em sẽ vào 2 giờ mình sẽ khởi hành hai anh Mến ha. Và đây là một cái vé của anh nè, vé của anh ghế B4 á. Thì bây giờ hai anh em sẽ đợi cho đến khoảng 1 giờ 45 lên xe, làm thủ tục lên xe, hai anh em sẽ lên Sài Gòn. Cũng ngủ được chắc lúc nãy có ngủ được gì không? Lúc nãy ngủ được khoảng mấy giờ anh mới ngủ? Khoảng ngủ. 11 giờ mấy mới ngủ. 11 giờ mấy thì cũng khoảng ngủ cũng được 2-3 tiếng gì đó hả? Rồi vậy đi. Ở ngoài trời thì đang mưa này cô bác với anh chị. Không biết là ông trời ổng sương hay là ổng yết khan em, nhưng mà sáng nay thì vào lúc 5 giờ rưỡi sáng thì ông trời ổng lại bắt đầu mưa sớm. Và hổng gài không khí thì ở miền Tây với lại Sài Gòn thì không có mưa, những cái cơn mưa bất chợt như thế này. Qua đây Nam giờ đi trung chuyển. Chú ơi, Chợ Rẫy là ở đâu? Dạ. Nhìn lên đây là thấy ở trên này có mưa dữ lắm luôn nè. Không ngại trên này có mưa không chú? Không. Không mưa mà sáng nay mưa sớm hả? Không ngại trên này chắc nóng dữ lắm à. Nóng lắm, chịu không nổi đâu, 30 mấy độ. Dạ. Đây này mới có mưa. Mưa sớm, cái đám mưa này lâu chưa chú? Bây giờ thời điểm bây giờ là gần 6 giờ. À, theo chia sẻ của chú này thì nói là cái đám mưa này chỉ mới mưa đây thôi. Ông trời cũng động lòng thương anh ấy hay sao, rồi không biết sao tự nhiên hổng ngày mới mưa ngày hôm nay. Hai anh em cũng đến đây cũng đúng lịch nha, nhưng mà cái việc mà di chuyển qua bên kia không biết như thế nào. Bây giờ hai anh em đến cái khoa khám bệnh ở đây thì có một cái anh bảo vệ nói là ở bên kia là mới là cái khoa thẩm mỹ, nhưng mà anh thì anh nói trước đây thì anh khám ở bên đây hay bên kia? Bệnh viện tư vấn. Thì đây là bệnh viện Chợ Rẫy nè. Khoa bác sĩ Lê Thành đó. Khoa bác sĩ Lê, bác sĩ thì rất là nhiều, mình không thể nào biết bác sĩ ở đâu được. Theo chia sẻ của bảo vệ là hôm nay không có khám. Ngày thứ bảy này không có khám, chỉ khám vào ngày thứ hai thôi. Vậy thì bây giờ anh muốn làm sao? Muốn sao? Dạ. Bây giờ anh đi về hả? Bây giờ mình đi về hay sao? Chứ bây giờ sao giờ? Hôm nay thì coi như cái việc mà hai anh em mình lên đến đây là ngoài dự kiến rồi nha. Bác sĩ thì thông báo là ngày thứ hai mới khám thẩm mỹ, và hôm nay thì bác sĩ không muốn khám, nên dự tính của hai anh em là sau cái đoạn video clip này thì hai anh em sẽ đi về Bình Chánh để thăm ông thầy của anh nha. Và sau đó thì cái việc mà khám bị bệnh cho anh đó thì có thể là vào ngày thứ hai lên, nhưng mà em thì đi không có được ngày thứ hai. Bây giờ anh dự tính như thế nào? Thứ hai đi mệt lắm hả? Nếu như mà bây giờ anh ở trên này anh có chịu không? Không chịu hả? À vậy thì bây giờ ở đây đến ngày thứ hai một mình thì anh không chịu luôn, đúng không? Vậy bây giờ thì sau khi thăm ông thầy của anh thì anh sẽ về. Sau một hồi lâu thì hai anh em ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ bảo là hôm nay không có làm việc, mà ngày thường thì Bùi Hồ không có thể đi cùng với lại anh Mến được, nên khi mà lên mảnh đất Sài Gòn này thì có anh Hoa Lệ Sài Gòn với lại Lê Nguyễn dẫn đường cho qua đây. Là ở đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình ha anh, coi như là mình sẽ qua đây mình sẽ tìm cái tia hy vọng nào đó. Bây giờ mấy anh em mình sẽ cùng bước vô đó nha. Đây anh, cái bệnh viện chấn thương chỉnh hình này thì nó sẽ đúng với cái căn bệnh của mình hơn á. Đây là cái khu bệnh viện nè, không biết người ta ở vô trong đây người ta có cho quay hay không nữa. Đi vô luôn đi anh. Cô bác với anh chị thì sau khi Bùi Hồ với lại anh Mến vô hỏi ở trong cái bệnh viện á, thì bệnh viện chấn thương chỉnh hình không có khám, không có chữa trị về cái gương mặt của anh, thì họ hướng dẫn là nên qua cái bệnh viện Răng Hàm Mặt thử xem sao. Đi anh Mến thôi. Thì ở đây người ta không có khám. Bây giờ hai anh em mình sẽ vào trong đó nha. Ở đây chắc có thể là nó sẽ đúng với lại cái chức năng bệnh của anh hơn đó. Hồi sáng giờ đi cảm thấy sao rồi? Hả? Buồn quá hả? Thì thôi bây giờ cố gắng nghe anh ha. Đây là cái bệnh viện thứ ba mà anh Mến đã trải qua. Bệnh viện đầu tiên là Chợ Rẫy, và thứ hai là bệnh viện chấn thương chỉnh hình, và thứ ba là bệnh viện Răng Hàm Mặt này. Thì bệnh viện Chợ Rẫy với lại bệnh viện Răng Hàm Mặt thì hôm nay không về khoa mặt, họ không có làm. Còn bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thì về cái vấn đề anh Mến họ không có làm được. Nhưng mà Bùi Hồ thì chỉ đi được vào ngày thứ Bảy thôi, còn ngày thứ Hai thì bác sĩ mới làm. Thì bây giờ thì anh sẽ tính như thế nào anh Mến? Giờ đi về nhà tới sao giờ? Giờ đi về nhà. Đã tâm trạng của bây giờ. Bây giờ tâm trạng của anh sao rồi? Buồn quá. Buồn quá hả? Không phải là họ có thể là họ làm được, nhưng mà ngày hôm nay á thì không được. Ví dụ như thứ Hai, ngày hôm thứ Hai anh đi rồi phong bụi, nó có thể hướng dẫn anh đến được không? Có thể lên đó, ngọt lắm không nổi. Dạ, có thể là ngày khác ha. Rồi hẹn gặp cô bác quý anh chị ở video clip tiếp theo nha. Bây giờ thì tình trạng anh Mến là như vậy, thông báo cho cô bác quý anh chị biết được. Bùi Hồ cũng đã cố gắng hết sức, cũng đã cùng anh em ở trên Sài Gòn này